Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thanh của Dr. Ska. Hiện nay thì Dr. Ska nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn, nên hôm nay mình sẽ giải đáp một vài thắc mắc. Câu hỏi đầu tiên mà Dr. Ska nhận được đó là khi nào thì nên dùng thuốc bôi trị sẹo. Trước khi sử dụng kem trị sẹo, hãy chắc chắn rằng nền da đó thích hợp để sử dụng. Vậy nền da thích hợp để sử dụng kem trị sẹo là vùng da như thế nào? Đó là vùng da không có vết thương hở, miệng vết thương đã liền mép, thì nó sẽ đảm bảo ít sự kích ứng và bội nhiễm hơn. Mốc thời gian thích hợp nhất, hay còn gọi là thời gian vàng, là từ 30 tới 60 ngày tính từ bề mặt sẹo tạo mài. Sau thời gian này, sẹo bắt đầu hình thành chân ăn sâu, trùng nhão, co kéo rất khó để điều trị. Việc thoa kem trị sẹo hầu như không có tác dụng đối với các sẹo do mụn tái đi tái lại một chỗ, do chân sẹo ăn sâu tạo thành liên kết vô cùng bền chặt và khó đứt gãy. Vậy các thành phần chính có trong các loại kem hoặc thuốc trị sẹo là gì? Đầu tiên là vitamin C hay là ascorbic acid. Đây là thành phần chính trong các loại kem trị sẹo. Chúng được ví như tấm lưới bảo vệ da chống lại tác nhân bên ngoài. Cần phải hiểu rằng trong các loại thuốc trị sẹo thì thành phần vitamin C đã được bào chế, cân đo với tỷ lệ chính xác thì khi sử dụng mới phát huy tác dụng. Khi đưa vào da thì vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, elastin, đồng thời vitamin C thẩm thấu sâu vào da sẽ vô hiệu hóa các melanin bất thường, tránh tình trạng sạm, nám. Thành phần tiếp theo là niacinamide, đó là một dẫn xuất của vitamin B3, có những công dụng vượt trội. Đầu tiên là chống oxy hóa cho da trước tác động của mặt trời, bụi bẩn. Dùng niacinamide thường xuyên sẽ giúp cho các tế bào liên kết mạnh mẽ, tăng cường chuyển hóa, tạo nên phản ứng tế bào khỏe mạnh, duy trì độ ẩm của da, củng cố hàng rào bảo vệ da, đồng thời gia tăng sản sinh các ceramide lấy lại sự trẻ trung mềm mịn vốn có. Có đặc tính kháng sinh, chống lại vi khuẩn cao, khả năng tự bảo vệ, đảm bảo quá trình sừng hóa được ổn định, ngăn ngừa sự hình thành mụn trên da. Vitamin E tổng hợp có khả năng chống lại quá trình oxy hóa các gốc tự do, điều tiết lượng melanin sản sinh và làm chậm quá trình lão hóa. Nhu cầu vitamin E hàng ngày của một người lớn là khoảng 15mg. Thông thường, chỉ cần chú ý kết hợp các thực phẩm giàu vitamin E trong chế độ ăn uống hàng ngày là sẽ đảm bảo đủ lượng cần thiết mà không cần dùng thêm các loại sản phẩm hỗ trợ. Camellia sinensis là chiết xuất từ trà xanh. Đây là chiết xuất tự nhiên từ thực vật nên có độ lành tính khá cao, phù hợp với nhiều loại da. Tinh chất trà xanh có khả năng chống oxy hóa cao, giúp giảm quá trình sản sinh melanin, chống viêm, ngăn ngừa sự phân hủy sợi collagen. Một sản phẩm trị sẹo hiệu quả nhất là sản phẩm có thể tối ưu được các công dụng: ức chế sự sản sinh melanin, chống oxy hóa và hỗ trợ sản sinh collagen cho làn da. Ngoài ra, bạn cũng cần thiết lập cho bản thân một chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ chất dinh dưỡng, cũng như là duy trì chế độ chăm sóc da đúng cách để đẩy nhanh quá trình trị sẹo mụn cũng như là ngăn ngừa mụn quay trở lại. Vậy kem trị sẹo có hiệu quả không trong việc điều trị sẹo mụn? Như đã đề cập thì kem trị sẹo chỉ phát huy tối đa công dụng khi sẹo còn mới, vết sẹo nông, diện tích nhỏ. Việc thoa kem trị sẹo hầu như không có tác dụng đối với sẹo mụn tái đi tái lại một chỗ do chân sẹo ăn sâu tạo thành những cái liên kết vô cùng bền chặt khó đứt gãy. Vậy nên thuốc trị sẹo chỉ nên dùng để hỗ trợ hoặc dùng ngay khi sẹo mới hình thành. Tuy nhiên, với những hạn chế trên thì bác sĩ khuyến khích nên sử dụng công nghệ cao để điều trị sẹo nhanh chóng và bền vững nhất.